Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift. Riêng chiếc xe Suzuki Swift này nó là cái phiên bản đặc biệt quý vị và bạn nhé, là phiên bản RS. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký cuối năm 2016, cụ thể là đăng ký tháng 12 năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi. Tất cả là còn nguyên bản từ dàn lốp, dàn lốp này còn nguyên bản hết nhé, cả 4 lốp còn nguyên bản, lốp sơ cua còn chưa hạ. Thưa với quý vị và các bạn, phiên bản RS này nó khác biệt với những phiên bản khác. Thứ nhất là được trang bị là toàn bộ logo này, và chữ này là màu vàng hết luôn quý bạn nhé, và khóa thông minh, đề nổ start top. Đấy, và phanh đĩa 4 bánh, thêm rất là nhiều option khác so với cái phiên bản Swift bình thường quý vị bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Suzuki Swift 2016 bản RS này, chúng tôi đang bán với giá là 419 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể trả tối đa, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Như vậy là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% giá trị của xe quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi quý vị các bạn nhé. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này. Mời quý vị và các bạn.
Mm-hmm.